Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ ba ngày 22 tháng 11 năm 2016 có những nội dung chính như sau. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo thị xã Ba Đồn. Công bố ranh giới vùng mở rộng vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Bài học lớn từ một vụ vi phạm nhỏ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 22 tháng 11, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo thị xã Ba Đồn về tình hình phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng từ đầu năm 2016 đến nay. Công tác chi trả bồi thường thiệt hại cho nhân dân do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, tình hình thiệt hại do mưa lũ trong tháng 10 năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tham gia buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trương An Ninh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành có liên quan. Năm 2016, Ba Đồn thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh chung có nhiều khó khăn, được sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Thị ủy đã tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Đến nay, dự ước có 6 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra như tổng sản lượng lương thực đạt trên 28.600 tấn, thu ngân sách đạt trên 120 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 29,1 triệu đồng trên một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 7%. Về công tác xây dựng Đảng, Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành các nghị quyết chỉ thị để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2016 trên tất cả các lĩnh vực. Cấp ủy các cấp đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp gắn với chương trình hành động, chỉ đạo kiện toàn công tác tổ chức cán bộ. Về công tác triển khai chi trả bồi thường thiệt hại do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển cho nhân dân, tổng số tiền áp giá bồi thường theo quy định trên địa bàn thị xã Ba Đồn sau khi kê khai thẩm định là trên 434 tỷ đồng. Đến nay, Ba Đồn đã tiến hành chi trả bồi thường đợt 1 tại 5 xã với số tiền gần 29,5 tỷ đồng. Sau hai đợt lũ lụt, Ba Đồn đã khẩn trương khắc phục hậu quả, đã trích ngân sách tổ chức các hoạt động cứu trợ, xử lý môi trường. Đến nay, đời sống nhân dân cơ bản ổn định và đã từng bước khôi phục sản xuất. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Ba Đồn về những khó khăn trong thời gian qua, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng từ đầu năm đến nay. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế cần khắc phục để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong năm 2016 và những năm tiếp theo. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, thị xã Ba Đồn cần tập trung đánh giá lại các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2016, lưu ý những chỉ tiêu đạt thấp để rút ra kinh nghiệm, nguyên nhân, đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2017 sát với tình hình thực tế, ra soát những vấn đề tồn tại hạn chế để tập trung xử lý, tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo trong sản xuất vụ đông xuân năm 2016-2017, chủ trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm nâng cao giá trị và sản lượng, đẩy mạnh công tác dồn điền đổi thừa theo hướng tích tụ ruộng đất, cơ giới hóa nông nghiệp nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới. Trước mắt là tập trung mọi nguồn lực để khắc phục cái hậu quả mưa lũ vừa qua, để tu sửa, gia cố các cái công trình giao thông thủy lợi, nạo vét các cái kênh mương nội đồng, rồi là tu sửa các cái trường học, các cái trạm xá ở bệnh viện ở trên địa bàn để phục vụ cho cái tình hình sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân, đảm bảo cho mọi hoạt động của nhân dân như vậy là phải trở lại ở bình thường. Đề nghị các đồng chí là phải tập trung tổ chức chi trả tiền bồi thường cho nhân dân theo quy định của chính phủ, bảo đảm một cách khẩn trương, chính xác, đúng đối tượng, những cái nơi nào mà các chỉ đặt thống kê niêm yết công khai, bảo đảm chính xác và được nhân dân đồng thuận, thì tôi đề nghị như vậy là cho tiến hành chi trả, không phải chờ những cái trường hợp khác. Những trường hợp nào mà vướng mắc thì đề nghị các chỉ là phải xem xét để giải quyết một cách thận trọng. Trong chi trả tuyệt đối là phải thực hiện đúng theo cái quy định của chính phủ, phải xử lý nghiêm các cái đối tượng mà kê khai không, lợi dụng việc chi trả cho nhân dân để gây tiêu cực, gây nhũng nhiễu với nhân dân. Trong quá trình chi trả đền bù cho dân là phải bảo đảm an ninh trật tự ở trên địa bàn và không để các cái đối tượng xấu lợi dụng kích động nhân dân
để gây rối, làm mất an ninh trật tự ở trên địa bàn. Cái vấn đề trước mắt đó là đề nghị các đồng chí là chăm lo đến cái đời sống, việc làm cho nhân dân, mà chú ý đối với các cái gia đình khó khăn bị thiệt hại rất lớn do ảnh hưởng của cái lụt lụt vừa qua, mà đặc biệt nhất là ở thời điểm chuẩn bị gần Tết Nguyên Đán, rồi là chuẩn bị bước vào cái thời kỳ giáp hạt, rồi các cái gia đình chính sách, các cái gia đình có công với cách mạng. Thì đề nghị như vậy là các đồng chí là phải tập trung ở có sự chăm lo. Năm 2017, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thị xã Ba Đồn cần thực hiện hiệu quả chương trình phát triển đô thị, tăng cường công tác quản lý đô thị ở các phường nội thị, quản lý chặt chẽ quy hoạch đô thị, tập trung huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, nhất là ở các xã vùng Nam sông Danh, tăng cường phát triển các khu đô thị, thương mại, dịch vụ ven sông, đẩy mạnh phát triển quỹ đất, kêu gọi các nhà đầu tư. Về công tác xây dựng đảng, Thị ủy Ba Đồn cần ra soát lại các mặt để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2016, tăng cường xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, đặc biệt là ở vùng giáo, chú trọng công tác đào tạo nguồn kết nạp đảng viên mới. Về giải quyết khiếu nại tố cáo, thị xã cần tiếp tục ra soát, kiểm tra, phối hợp giải quyết dứt điểm, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ gương mẫu đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến chỉ đạo đối với những kiến nghị đề xuất của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 14 tiếp tục phiên làm việc tại hội trường để thảo luận về dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình đã tham gia thảo luận về dự thảo luật này. Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương cho rằng, dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhiều điểm đã được luật doanh nghiệp, luật ngân sách, luật thuế, luật đất đai điều chỉnh. Nếu ban hành thêm luật này sẽ trùng lặp, thậm chí sẽ mâu thuẫn với các luật đã ban hành. Đại biểu nhấn mạnh, trong cơ chế thị trường, mọi doanh nghiệp đều có quyền và nghĩa vụ giống nhau. Nếu những nội dung ban hành như dự thảo của luật hỗ trợ doanh nghiệp thì thiếu công bằng và thiếu tôn trọng nguyên tắc hoạt động của cơ chế thị trường. Chưa nói đến việc vi phạm nguyên tắc hội nhập WTO và ngay trong luật cũng có những điều mâu thuẫn nhau. Theo dự thảo luật, các doanh nghiệp lại được hỗ trợ từ vốn vay đến giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế sử dụng đất, vốn tiếp cận khu công nghiệp, chi phí dịch vụ đào tạo tư vấn truyền thông kết nối, khởi nghiệp, kết nối mạng, hỗ trợ mua sắm công, phát triển nguồn lực. Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương cho rằng, nếu theo dự thảo thì chắc chắn khi ban hành luật sẽ không thực thi vì lấy đâu ngân sách để hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Chưa nói đến sẽ xuất hiện lợi ích nhóm và cơ chế xin cho do các điều luật quy định chung chung, thiếu cụ thể. Luật ban hành sẽ là niềm vui của một số doanh nghiệp, còn lại số đông sẽ thất vọng và mất niềm tin. Nếu mà ban hành thì tôi kiến nghị có mấy cái điểm sau mà đề nghị ban soạn thảo cần phải tập trung. Một là phải hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh, giảm bớt các thủ tục hành chính và bớt cái phiền hà sách nhiều như cái đại biểu Hiền lúc nãy đã nêu. Cái thứ hai là phải tạo cơ chế thông thoáng trong kinh doanh để hạn chế thanh tra giám sát, và cũng có cái quy định mỗi năm là có bao nhiêu là lần được thanh tra kiểm tra. Một cái điểm thứ ba đó cần phải quan tâm, đó là hạn chế các cái hình thức tổ chức cá nhân mà xin cho. Hiện nay là cái doanh nghiệp rất là vất vả ở chỗ là hết đơn vị này đến xin, hồi kia đến xin. Tôi đề nghị là cần tập trung hỗ trợ các cái lĩnh vực mà mang tính hưởng lợi chung, ví dụ như là hỗ trợ cho ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ kinh phí cho đầu tư xây dựng chuỗi liên kết để đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ kinh phí xúc tiến đầu tư cho lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp, các cái trung tâm bán đấu giá và tạo tiền đề cho doanh nghiệp phát triển. Và tôi đề nghị cần đưa ra khỏi cái dự thảo này những cái điểm sau, ví dụ như là điều 9 và điều 10 là hỗ trợ tín dụng ấy, các khoản ấy thì ngân hàng tạo điều kiện doanh nghiệp vay vốn hoặc là hỗ trợ cái năng lực tiếp cận, tôi thấy là cái điều này là thừa. Chúng tôi ở cơ sở chúng tôi đi rất sát, ví dụ như cái ngân hàng chính sách xã hội hiện nay là họ in cho cả từng cái giấy tờ biểu mẫu và họ hướng dẫn rất cụ thể và miễn phí. Còn các cái doanh nghiệp á, các cái ngân hàng mang tính doanh nghiệp là thương mại là họ cũng tiếp cận cái nguồn vốn rất cụ thể và hướng dẫn cho người dân rất là kỹ. Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương cũng đã đưa ra nhiều ví dụ cụ thể sát với tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, cơ chế chính sách hiện hành, đồng thời kiến nghị những điều cụ thể mà dự thảo luật cần chỉnh sửa để phù hợp hơn.
Sáng nay ngày 22 tháng 11, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới phối hợp với Trường Chính trị tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho gần 100 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý khóa 1 năm 2016. Đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới đã đến dự. Trong 4 ngày, các học viên nghe truyền đạt 7 chuyên đề gồm đổi mới nhận thức về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thành tựu và kinh nghiệm, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và tu dưỡng đạo đức cách mạng trong tình hình hiện nay, đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước Việt Nam, nội dung cơ bản trong đường lối chính sách phát triển kinh tế Việt Nam, vấn đề mới trong đường lối chính sách phát triển văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong công cuộc đổi mới, chiến lược quốc phòng an ninh bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, cải cách hành chính và xây dựng đạo đức công vụ cho cán bộ công chức. Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới nhấn mạnh, việc cập nhật thông tin, kiến thức mới cũng như các kỹ năng nghiệp vụ nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý vận dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, đơn vị. Sáng nay ngày 22 tháng 11, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh thị xã Ba Đồn tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho gần 80 chức việc tôn giáo trên địa bàn. Trong thời gian 2 ngày, các chức việc tôn giáo được tìm hiểu về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới, vai trò của Mặt trận Tổ quốc, phòng chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam, một số nội dung cơ bản của luật biển Việt Nam, xây dựng thôn, bản vững mạnh, giáo xứ, giáo họ bình yên, Nghị định 92 của Chính phủ về công tác tôn giáo, luật an ninh quốc gia và tình hình an ninh trật tự ở thị xã Ba Đồn. Lớp bồi dưỡng nhằm giúp các chức việc tôn giáo nắm được chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về vấn đề dân tộc, tôn giáo, an ninh quốc phòng, từ đó phát huy vai trò gương mẫu trong tuyên truyền, vận động bà con tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã. Ngày 22 tháng 11, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam. Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tỉnh Quảng Bình được thành lập từ năm 2007. Từ đó đến nay, hội đã thực hiện tốt công tác bảo tồn di sản văn hóa và phát triển tổ chức hội, hội viên. Toàn tỉnh hiện có 6 hội ở địa bàn Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch, Đồng Hới, Quảng Ninh và 7 chi hội gồm các đơn vị Lê Thủy, Đại học Quảng Bình, Văn phòng Sở Văn hóa Thể thao, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh, Ban quản lý di tích tỉnh, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, Văn phòng Hội Di sản Văn hóa Quảng Bình. Đến nay, số hội viên đã lên tới trên 300 người. Trong quá trình hoạt động, các hội, chi hội đã chủ động sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn để sưu tầm, bảo tồn giữ gìn di sản quý báu ở đơn vị, địa phương mình. Nhiều cuốn địa chỉ viết về các làng quê, nhiều hiện vật, thư tịch cổ được sưu tầm đã làm phong phú thêm hoạt động của hội. Nhờ những cố gắng không mệt mỏi của nhiều nghệ nhân tâm huyết, các làn điệu dân ca đã được sưu tầm phổ biến rộng rãi như hạt đúng, hạt sắc bùa, hò khoan Lệ Thủy. Nhân dịp này, 37 nghệ nhân trong toàn tỉnh được Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tỉnh Quảng Bình phong tặng nghệ nhân dân gian cấp tỉnh vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo tồn, phổ biến, truyền dạy và phát huy giá trị di sản văn hóa. Sáng nay ngày 22 tháng 11, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình phối hợp với Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV tổ chức hội thảo nâng cao năng lực vận động chính sách tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ. Hội thảo nâng cao năng lực vận động chính sách tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ là một hoạt động của dự án tăng cường cơ hội cho doanh nghiệp nữ, nâng cao vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế và nông nghiệp Flow LW. Dự án có 3 hợp phần chính hướng đến việc thúc đẩy hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp do phụ nữ làm chủ hoặc nhiều phụ nữ tham gia được hưởng lợi hỗ trợ khởi nghiệp, thúc đẩy tăng cường sản xuất của hợp tác xã nông nghiệp như áp dụng sản xuất nông nghiệp thông minh với biến đổi khí hậu, thúc đẩy vai trò lãnh đạo nữ trong hợp tác xã nông nghiệp. Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động của phụ nữ trong lĩnh vực nông nghiệp, những khó khăn vướng mắc khi phụ nữ đầu tư làm chủ hoạt động sản xuất kinh doanh. Tham luận của đại biểu là phụ nữ trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh nông nghiệp và đại biểu đại diện chính quyền, các hợp tác xã, các ngành chức năng đã đưa ra nhiều đề xuất kiến nghị và các nhóm giải pháp nhằm giúp phụ nữ trong tỉnh có thêm nhiều cơ hội, khả năng để phát triển sản xuất kinh doanh, khẳng định vị thế và vai trò của phụ nữ trong kinh tế nông nghiệp, tăng cơ hội cho phụ nữ, tạo điều kiện thúc đẩy bình đẳng giới.
Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Công bố ranh giới vùng mở rộng vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Bài học lớn từ một vụ vi phạm nhỏ. Thời gian qua, thông qua kênh cứu trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhân dân vùng lũ Quảng Bình tiếp tục nhận được sự quan tâm sẻ chia của các tổ chức, cơ quan, đơn vị và nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Tính đến ngày 21 tháng 11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã nhận được sự ủng hộ và đăng ký hỗ trợ của 219 cơ quan, cá nhân, đơn vị trong và ngoài tỉnh với trên 81 tỷ đồng. Trong đó, số tiền đăng ký cứu trợ, đăng ký chuyển khoản và ủng hộ trực tiếp thông qua Quỹ cứu trợ tỉnh là hơn 43 tỷ đồng. Đăng ký và hỗ trợ trực tiếp tiền và hàng hóa cho bà con bị thiệt hại là hơn 37 tỷ đồng. Sự quan tâm chia sẻ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã góp phần chung tay giảm nhẹ phần nào những khó khăn mất mát mà bà con vùng lũ Quảng Bình đang gánh chịu. Chiều nay, ngày 22 tháng 11, Ban Quản lý Dự án Khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng phối hợp với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tổ chức hội nghị công bố ranh giới phía Nam, ranh giới vùng mở rộng và ranh giới vùng đệm trong Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Tại hội nghị, Ban Quản lý Dự án Khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng đã công bố các quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình về xác định ranh giới vùng mở rộng, ranh giới phía Nam và ranh giới vùng đệm trong Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Theo đó, vùng đệm trong của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có vị trí tại bản A Rem, xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, nằm trong phân khu phục hồi sinh thái của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, có diện tích 245 ha. Ranh giới vùng đệm trong có chu vi 11.247 m, được chia làm 10 đoàn ranh giới và được xác định qua 45 mốc giới. Đối với ranh giới khu vực phía Nam Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã được Thủ tướng Chính phủ quy định tại quyết định số 1062 ngày 2 tháng 7 năm 2013 về việc điều chỉnh ranh giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và trùng với đường ranh giới hành chính giữa huyện Bố Trạch và huyện Quảng Ninh. Dự kiến ranh giới khu vực phía Nam Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được xác định vị trí, lập hồ sơ và cắm 36 mốc. Ba bảng trên đường ranh giới dài 18.500 m, giáp ranh với chi nhánh lâm trường Trường Sơn thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm công nghiệp Long Đại. Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có trách nhiệm phối hợp với các địa phương đơn vị có liên quan, kiểm tra xác nhận mốc, bảng ranh giới ngoài thực địa. Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ, tổ chức nghiệm thu kết quả và tiếp nhận mốc bảng để quản lý theo quy định. Việc xác định đường ranh giới, xây dựng hệ thống mốc, bảng và cắm mốc ranh giới sẽ làm cơ sở để quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học. Qua đó nhằm giới thiệu và nâng cao vai trò trách nhiệm của các bên liên quan cũng như chính quyền và cộng đồng địa phương sống trong vùng đệm Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học. Sáng nay, ngày 22 tháng 11, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam phối hợp với Tổ chức Plan Việt Nam tại Quảng Bình và Ủy ban Nhân dân xã Sen Thủy tổ chức khánh thành điểm trường tiểu học Thanh Sơn Trầm Kỳ, xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy. Sau 4 tháng khởi công xây dựng, công trình điểm trường tiểu học Thanh Sơn Trầm Kỳ, xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy đã hoàn thành với tổng kinh phí đầu tư hơn 2 tỷ đồng, bao gồm 5 phòng học xây dựng theo mô hình trường học phòng tránh bão với trang thiết bị đầy đủ, nhà vệ sinh đạt chuẩn, sân chơi và rào chắn kiên cố. Các phòng học cũng được Prudential trang bị đầy đủ các thiết bị như bàn, ghế, bảng. Công trình sau khi hoàn thành sẽ góp phần giúp các em học sinh nơi đây có điều kiện được học tập vui chơi và chăm sóc tốt hơn, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học. Được biết, công trình điểm trường tiểu học Thanh Sơn Trầm Kỳ, xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy nằm trong khuôn khổ chương trình Cùng xây dựng tương lai năm 2016 do Quỹ Prudential Việt Nam. Với sự điều phối và thực hiện của tổ chức Plan International Việt Nam, năm 2016, Prudential Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình ý nghĩa này tại các tỉnh thành trong cả nước. Với ngân sách hơn 9 tỷ đồng, hành trình Cùng xây tương lai sẽ xây dựng mới và tu bổ 8 trường học tại các tỉnh thành vùng sâu vùng xa, nơi mà điều kiện học tập của các em học sinh còn gặp nhiều khó khăn. Dịp này, đại diện Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential cũng đã tặng quà cho các em học sinh tại điểm trường. Hôm nay ngày 22 tháng 11, Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Trạch tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Mặc dù trong năm qua còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo kịp thời của các ban ngành địa phương cùng với sự chủ động tích cực của bà con nông dân, nên sản xuất nông nghiệp năm 2016 trên địa bàn huyện Quảng Trạch đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Tổng sản lượng lương thực đạt trên 39.000 tấn, tăng 9,5% so với năm 2015. Giá trị sản xuất toàn ngành đạt trên 1.000 tỷ đồng. Trong đó sản xuất nông nghiệp đạt trên 640 tỷ đồng, lâm nghiệp đạt hơn 51 tỷ đồng, thủy sản đạt hơn 327 tỷ đồng. Kinh tế trang trại có những chuyển biến tích cực về quy mô sản xuất và giá trị hàng hóa. Để triển khai tốt nhiệm vụ sản xuất năm 2017, hội nghị đã tập trung thảo luận, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, xây dựng các giải pháp sát đúng với tình hình thực tế nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2017. Hôm nay, ngày 22 tháng 11, huyện Bố Trạch đã bắt đầu tổ chức chi trả tiền bồi thường sự cố môi trường biển cho người dân. Trong đợt 1, huyện Bố Trạch sẽ tiến hành chi trả cho các đối tượng là chủ tàu và lao động trên tàu theo quyết định 1880 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền 299 tỷ đồng. Trong đó, Thanh Trạch và Đức Trạch là hai xã đầu tiên của huyện Bố Trạch được chi trả tiền bồi thường với tổng số tiền hơn 52,8 tỷ đồng cho 787 tàu và 818 đối tượng. Để công tác chi trả tiền bồi thường đúng đối tượng, thời gian qua, các cơ quan ban ngành địa phương đã tổ chức thẩm định, lập danh sách và tiến hành niêm yết công khai danh sách các đối tượng bồi thường, đảm bảo minh bạch và công bằng. Xác định phát triển sản xuất là yếu tố quyết định, góp phần nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc và miền núi. Những năm qua, từ nguồn vốn của chương trình 135, tỉnh Quảng Bình đã tập trung thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ vốn cho bà con ở các xã đặc biệt khó khăn phát triển kinh tế. Trong năm 2016, tổng kinh phí của chương trình 135 phân bổ cho tỉnh Quảng Bình là 59,4 tỷ đồng. Trong đó, tổng số tiền hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn và thôn bản đặc biệt khó khăn là gần 13 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, các địa phương đã ưu tiên tập trung cho các hoạt động hỗ trợ khuyến nông khuyến lâm, hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi, xây dựng mô hình sản xuất, mua sắm trang thiết bị máy móc, công cụ sản xuất, chế biến sản phẩm. Nhờ đó, đời sống đồng bào vùng dân tộc miền núi đã có nhiều chuyển biến đáng ghi nhận. Đời sống bà con được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm. Thưa quý vị và các bạn, thông qua đường dây nóng, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình đã nhận được phản ánh của một số người dân đang sinh sống tại khu đô thị phía Nam đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đồng Hới về tình trạng vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường ở ven sông Cầu Rào đã làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của các hộ dân nơi đây. Theo ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình, tại khúc sông Cầu Rào trong khu vực phía Nam đường Trần Hưng Đạo, nhiều loài rác thải sinh hoạt, rác động vật nổi bồng bềnh và trôi dạt trên mặt sông đã gây ra mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị. Theo ý kiến của các hộ dân đang sinh sống tại khu đô thị này, thời gian gần đây tình trạng này thường xuyên xảy ra, đặc biệt là sau hai trận mưa lũ vào tháng 10 vừa qua. Đề nghị các cơ quan chức năng và chính quyền sở tại cần sớm có biện pháp quyết liệt để ngăn chặn chấn chỉnh tình trạng ô nhiễm môi trường như thế này, nhằm đảm bảo cảnh quan đô thị và chất lượng cuộc sống cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây, thông qua đường dây nóng, chúng tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến của người dân thôn Phủ Trịch, xã Quảng Lộc về việc xâm hại khuôn viên cổng làng. Vậy thực hư câu chuyện này là như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự ngắn sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo các cụ cao niên làng Phủ Trịch, thì cổng làng được xây dựng vào năm 2012 với tổng số tiền là trên 200 triệu đồng. Trong đó mỗi khẩu phải đóng góp 10.000 đồng. Số tiền còn lại một phần là kinh phí tập thể và của con em xa quê đóng góp. Ngoài xây dựng cổng làng, thì một số hạng mục đi kèm như kè chống sạt lở công trình phía bờ sông và trồng cây xanh trong khuôn viên cổng làng cũng đã được triển khai thực hiện. Công trình do chi hội người cao tuổi trong thôn đảm nhận bảo vệ và trồng chăm sóc cây xanh. Từ khi xây dựng và đưa vào sử dụng đến nay, cũng như bao cổng làng khác, cổng làng Phủ Trịch là biểu tượng về văn hóa truyền thống, có ý nghĩa giáo dục con cháu về phong tục tập quán của làng. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Quảng Lộc và của người dân, thì công trình này đang bị xâm hại. Việc làm này thì sau khi phát hiện ra thì thôn và chi bộ cũng đã trực tiếp là có cái chỉ đạo là trả lại hiện trường, là không được là coi tiếp tục làm thêm. Việc xảy ra tại cái cổng làng thôn Phủ Trịch ấy, là chặt cây rồi làm đường mình làm mặt bằng ấy, thì cái này là ở thôn rồi cá nhân của người làm ấy, thì như vậy là không có tờ trình, không có cái kiến nghị đề xuất với là Ủy ban Nhân dân, mà từ là ý giữa cá nhân và là lãnh đạo của thôn ấy, là từ là thỏa thuận và cho làm.
Thì cái việc này sau khi Ủy ban nhân dân phát hiện ra, thì như vậy đã là gọi điện trực tiếp cho đồng chí là trưởng thôn. Thì như vậy đồng chí trưởng thôn trả lời là tôi cho là lập là sán cái mặt bằng để là làm cảnh quan cho đẹp. Nhưng mà sau đó tôi hỏi là vì sao mà lấy là làm mặt bằng mà lấy là đủ cái đường đi vô để mà vận chuyển, để mà vận chuyển cái vật liệu. Thì như vậy là anh lặng lẽ. Còn theo ông Trần Thế Lập, người trực tiếp đưa cát sàn vào khu vực khuôn viên cổng làng, thì việc ông tập kết vật liệu vào đây là để làm đẹp khuôn viên sau hai đợt lũ vừa qua. Nhưng đó chỉ là ý kiến cá nhân của ông Lập. Còn đa số người dân, nhất là các hội viên cao tuổi trong thôn, lại không đồng tình với lý giải này. Bởi trong quá trình diễn ra sự việc, đã không có một cuộc họp nào được tổ chức để xin ý kiến của người dân. Vì vậy, nhiều người dân trong làng nhận thấy mình thiếu được tôn trọng, thiếu dân chủ trong bàn bạc thống nhất. Về phía thôn, tức là ai đứng cho phép thì người đó chịu trách nhiệm. Còn người nào mà không có ý kiến của ai mà tự do làm, người đó phải chịu với pháp luật. Rõ ràng, việc ông trưởng thôn tự đồng ý cho ông Trần Thế Lập mở đường tập kết vật liệu xây dựng trong khuôn viên cổng làng Phủ Trịch mà không thông qua tập thể, không thông qua ý kiến người dân là việc làm khó có thể chấp nhận, dù việc làm đó là vì mục đích gì. Cái vấn đề này thì Ủy ban nhân dân là sẽ đề nghị là cấp ủy rồi lãnh đạo của thôn là xử lý đúng là theo quy định. Cái thứ nhất là thì trả lại hiện trạng lúc ban đầu và là trồng cây lại là theo là khi cây đến khi là chăm sóc đến khi cây là sọc. Đối với đồng chí trưởng thôn thì là một cái làm đã là được các cụ cao niên và dân dân trong làng là không đồng tình và có những cái phản ứng là mạnh mẽ để khắc phục cái vấn đề này thì Ủy ban nhân dân sẽ là làm rõ về cái nguyên nhân cụ thể thì trách nhiệm về ai và Ủy ban nhân dân xã sẽ là chỉ đạo là cấp ủy rồi là tổ công tác rồi đồng chí trưởng thôn sẽ làm rõ cái nguyên nhân và quy trách nhiệm và thực hiện theo cái quy trình theo quy định của pháp luật đối với là đảng viên rồi đối với là chính quyền theo quy định. Được biết, sau khi vụ việc xảy ra, cấp ủy chính quyền địa phương xã Quảng Lộc đã có những động thái tích cực nhằm sớm trả lại hiện trạng cho khuôn viên cổng làng Phủ Trịch. Mới đây, Ủy ban nhân dân xã đã có công văn gửi chi ủy cán bộ thôn nêu rõ cấp ủy chi bộ phối hợp để chỉ đạo đồng chí trưởng thôn làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm cụ thể việc ông Trần Thế Lập tự ý bơm cát đổ vật liệu làm đường vào phía tây nhà ông Lập, làm một số cây trồng gãy và chôn vùi dưới mặt đường. Chỉ đạo buộc ông Lập trả nguyên hiện trạng ban đầu khi chưa xây dựng, làm hàng rào thẹp gai đảm bảo ba cây như trước đây mà thôn đã làm, phải cố định, không được lắp vào thảo ra như tình trạng hiện nay. Đồng thái trên của lãnh đạo xã Quảng Lộc đã nhận được sự đồng tình từ phía bà con nhân dân thôn Phủ Trịch. Tuy nhiên, câu chuyện này không chỉ dừng lại ở chỗ là có trả lại nguyên trạng của khuôn viên cổng làng hay không, mà đằng sau câu chuyện này, dư luận lại tiếp tục đặt câu hỏi sẽ xử lý trách nhiệm đến đâu, có lặp lại hay không? Bài học rút ra ở đây là dù việc lớn hay việc nhỏ cũng cần được bàn bạc tập thể, cần được đưa ra xin ý kiến người dân để đảm bảo dân chủ thực sự. Và người dân cảm thấy mình là chủ thể, đáng được tôn trọng. Mời quý vị và các bạn theo dõi tin gió mùa Đông Bắc. Hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã bảo đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng ngày 24 tháng 11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến tỉnh Quảng Bình. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở Quảng Bình, từ đêm ngày 23 tháng 11 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tổ lốc và gió giật mạnh. Gió chuyển hướng Bắc đến Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Vùng biển ngoài khơi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Ngay sau đây sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 22 ngày 23 tháng 11 năm 2016. Khu vực miền núi trời nhiều mây có mưa rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, độ ẩm từ 80 đến 98%.
Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, có mưa rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ, độ ẩm từ 78 đến 97%. Khu vực thành phố Đồng Hới trời nhiều mây, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ, độ ẩm từ 80 đến 95%. Dự báo thời tiết biển có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng biển cao dưới 1 mét. Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 11 năm 2016. Trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Gió bắc đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển ngoài khơi có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Độ ẩm từ 85 đến 99%.